Hello hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Ở à, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau à, tiếp tục với cái tự game Hello Cà Phê các bạn nhé. Ở à, mình sẽ cố gắng là khoảng một ngày hai ngày mình sẽ lên một cái clip đều cho các bạn để các bạn tiện theo dõi cũng như cập nhật đến tình hình ở trong trò chơi Hello Cà Phê nhé các bạn. Thì à, đợt này có ấp đến một cái sự kiện mới thì ngày hôm nay là ngày thứ hai của sự kiện mình mới lên được. Thực ra thì mình cũng đang chờ đợi chờ đợi cái gì? Ờ, à, chúng ta sẽ chờ đợi một cái nhiệm vụ mà nó sẽ liên quan đến vấn đề chúng ta cần phải tích lũy các bạn nhé. Nghĩa là chúng ta bây giờ trò chơi đã ra được khoảng gần một tháng rồi và chúng ta có thể cảm nhận được rằng là à, có sự kiện đề co nó sẽ xoay vòng này, rồi tiếp theo đó là sự kiện à, ra những nhân viên mới đúng không? Vậy là chúng ta sẽ có một vấn đề áp lực rất là lớn trong vấn đề là kim cương. Nghĩa là kim cương chúng ta tích lũy như thế nào phù hợp? và lúc nào chúng ta nên xả kim cương thì nó cũng là một cái dấu hỏi chấm để cho chúng ta uh, cần phải tính toán kỹ hơn nữa nha các bạn. Ok thì uh, sự kiện đợt này mang tên là đạp gió rẽ sóng. Cái cái đạp gió rẽ sóng này hình như có một cái chương trình gì đó ở bên Trung Quốc chẳng hạn đúng không nha. Đấy. Thì uh, cái trò chơi này thì uh, có cái sự kiện đạp gió rẽ sóng này, cái sự kiện này thì sẽ thuần về decor các bạn nhé. Đấy sự kiện này thì sẽ co và nó sẽ cho chúng ta một Uh, bộ đề co như thế này và các bạn nào mà có điều kiện nào lấy mắc để tốt mà không thì các bạn có thể uh, lấy theo tầng nhu cầu của chúng ta cần như thế nào thì mình hôm nay mình sẽ phân tích câu chuyện ở uh, thứ nhất là về nhiệm vụ thứ hai là về cách lấy như thế nào hợp lý cho các bạn nhé Nói chung là cái đồ nội thất này mình thấy nó cũng đẹp đấy Nói chung nó cũng nói chung là cũng đẹp và ổn nhưng vấn đề là nó rất là khó phối đồ các bạn nhé bởi vì thật ra là một cái tông màu mà bây giờ phun bãi biển hay là một phong một tông màu ở trên đất liền thì nó cũng dễ dàng hơn. Nói chung là cái phối đồ để co ở trên đất liền nó vẫn dễ dàng hơn so là phối đồ biển. Bởi vì đồ biển chúng ta khó kiếm lắm các bạn. Ok, đối với nhiệm vụ thì nó có hai cái loại nhiệm vụ các bạn nhé. Thứ nhất là nhiệm vụ hôm nay và nhiệm vụ của toàn sự kiện. Cái nhiệm vụ nào mà có cái có cái nhiệm vụ hôm nay như thế này là các bạn phải làm trong ngày ví dụ như ngày hôm nay nhiệm vụ của ngày hôm nay là ủy thác ấy nhiệm vụ ủy thác tài nguyên và chúng ta ấn vào mục xem này chúng ta sẽ hiện ra là cần phải 18 lần 18 lần mà mỗi ngày chúng ta có free 12 lần vậy là chúng ta đang thiếu 6 lần thiếu 6 lần này thì có hai phương án một là chúng ta mua thêm chúng ta mua thêm bằng kim cương chẳng hạn đúng không? Bằng kim cương thì cái chỉ số kim cương này nó sẽ tăng theo thời gian. Thứ nhất là từ 200 kim cương và mắc cuối cùng của nó là 600 kim cương. Thì vấn đề cái ủi tác tài nguyên này mà sử dụng kim cương thì nó khá là lãng phí và nó khá là uh, không ổn. Nhưng nếu mà các bạn tính toán một chút mà bạn nào nhé, mà tính toán một chút mà mua thêm 3 lần, nghĩa là chúng ta chỉ ăn móc ranh 15 thôi, ấy uh, không ăn móc 18 thì cũng được. Còn mà nếu mà tốt hơn nữa đấy, thì chúng ta có cái gọi là có cái quả đúng không? Có cái quả mỗi ngày thì mỗi ngày đều cho chúng ta một món này, một cái rương này. Cái rương này thì cái gói quà từ chọn này thì hầu như sự kiện nào nó cũng có. Và mình bạn nào xem kênh của mình cùng mình cũng đã nhắc nhở các bạn rồi, hãy tích cái rương này lại. Và các bạn xem số lượng rương mình tích bây giờ là bao nhiêu. Hiện tại để làm hoàn thành nhiệm vụ này mình cần 6 rương và hiện tại mình đã tích tới trận mì chín rương. Đấy, đó là cái lý do tại sao các bạn nên xem kênh của mình thì mình sẽ cung cấp những cái gì đó về tương lai để cho các bạn set up, các bạn chuẩn bị tinh thần cần phải cái gì nhá. Đấy, với mì chín rương như thế này thì mình sẽ có cái điều kiện làm dễ dàng hơn đúng không? Ví dụ như uh, ngày hôm nay cần 6 cái thì mình có sẵn sàng có 6 cái thì mình làm đấy mình nhận 6 cái luôn. Thì hầu như là mình đây 6 10 này Đấy mình sẽ nhận nhé 10 sạch 6 nhé mình sẽ nhận luôn Hiện tại thì mình đang ở vương miện 3 Nói chung là bây giờ tranh một vương miện thì nó cũng khó cày hơn Thứ hai nữa là nó tốn nhiều thời gian quá Nếu bạn nào có tất sự nhiều thời gian để theo máy hay là đi farm Ờ uh, Nhiệm vụ UT ủy thác ấy thì tốt Còn mình thì khá là bận rộn nên mình uh, thường thì thôi Có thể là thua thiệt một chút thì cũng được nhưng không sao Ờ uh, Chúng ta sẽ với cái tâm lý là Ờ uh, Chơi chắc, chơi bền, chơi lâu, chơi dài, chơi nghiện Thì trước sau gì các bạn cũng khỏe Và trước sau gì nhà các bạn cũng đạt tới sự thành công và tình vượng <laughs> Chẳng hạn đúng không? Đấy thì ngoài cái hộp rương đó Thì có một số cái có thể cho các bạn tích Ví dụ như hộp tự chọn tài nguyên Cái này thì tích rất là nhiều Cái này thì tích tận, mình đang tích ba cái Cái này là nạp nha các bạn Cái này thì xuất hiện ở đâu? Nó sẽ nạp ở cái gói này này cái gói này mình nhớ không nhầm là 300 nghìn này Ồ, cái này nó ít khi nó hiện thông báo Mình hôm nào mình bảo Hoặc các bạn đăng lên pit Các bạn bảo AD là uh, tạo cái thông báo ở đây này Một cái chấm đỏ chẳng hạn ấy Tạo cái chấm than Để cho chúng ta còn biết còn nhận đôi lúc hay quyên Đây, cái quà này Cái hộp tự chọn tài nguyên X5 này Đấy, rất là ngon Cái này thì nó chỉ có ở quà ưu đãi hàng tháng Cái gói này thì nạp cũng ngon cũng ổn đối với bạn nào mới chơi nhé nhưng mùa sau thì chắc có lẽ là mình không mua nữa mùa đầu mà các bạn nào mà mua thì nó rất là ổn có cái trang bị từ chọn tím rất là ngon ờ à, đợt này hình như mình nhớ không nhầm là ở web có một số cái gói mà nó đang bị lỗi thì mình có gì các bạn từ từ rồi chúng ta hãy nạp nhang mắt thấy mọi người đăng trên cộng đồng như vậy để hôm nào mình đăng lên hỏi xem ok vấn đề nhiệm vụ chúng ta đã giải quyết được nhé vấn đề mà cái nhiệm vụ không có cái chữ nhiệm vụ hôm nay thì các bạn có thể làm được full tuần nên các bạn không lo nhé nhiệm vụ sẽ mở theo ngày nhé. 29 ngày 30, 30, 30, 30, 30 31 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6 tức là sự kiện sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày thôi các bạn nhé tiếp theo nữa là cái quả điểm danh thì cũng khá là ngon khi cho chúng ta free này cho chúng ta free kính bơi này cái kính bơi này thì quá là ngon rồi và 5 ngày thì sẽ cho chúng ta suga cha Đấy, tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với vấn đề tiệm vấn đề tiệm này thì các bạn khá là đau đầu cái sự kiện đợt này có một cái ngon hơn sự kiện trước là có nhiều nhiệm vụ hơn có nhiều cái ưu đãi hơn trong vấn đề chúng ta cài chay và số lượng cái tài nguyên chúng ta nhận được để co ấy cái vật phẩm để co chúng ta nhận được sẽ nhiều hơn so với cái mùa trước mùa trước là hình như mình nhớ cái gì cái mùa gì ấy à... <laughs> thôi thì cái chúng ta tập trung vào cái mùa này thì bây giờ có hai phương án lấy nhé thứ nhất lấy đồ để co để làm đẹp cho tương lai Lấy những đồ để co nào các bạn thích Các bạn thích thì các bạn lấy thôi Thì có một cái đặc điểm về vấn đề lấy đồ co là khi mà chúng ta mua một cái nào đó ấy, Thì chúng ta sẽ mua mắc luôn Nghĩa là ví dụ như chúng ta mua cua đi, cua tuần tra Thì chúng ta bỏ ra 100 cái ván Đấy, 100 cái thuyền Thì chúng ta sẽ nhận về bốn con cua luôn các bạn nhé ấy hay là chúng ta uh, mua bộ bàn ghế đôi đi thì chúng ta bỏ ra 80 cái thuyền thì chúng ta sẽ nhận mắc luôn được cái đồ đường này giá rất là rẻ nhé 80 rất là rẻ cực kỳ luôn và theo như mình nghĩ thì cuối mùa chúng ta sẽ mua bởi vì cuối mùa hoặc là à, chúng ta tính toán nói chung là mùa này các bạn ít nhất cũng mua được 3 đến 4 món thì bây giờ chúng ta sẽ tư duy như thế nào nếu mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ có hai phương án một là chúng ta mua để làm đồ hình khỏe hơn làm cho nhân viên khỏe hơn thì chúng ta sẽ mua theo kiểu kích hiệu ứng kích thuộc tính đấy gọi là kích thuộc tính đi đây ví dụ như bộ này thì chúng ta vào một quản lý này chúng ta vào một uh, sưu tầm này đây xét của bộ đề co mùa này, này tên là cát vàng sóng xanh đấy và chúng ta xem mục hiệu quả à xem mục tăng x đây mình nhắc lại cho chúng ta sẽ xem một tăng x đấy Xem một tăng x nghĩa là khi mà chúng ta sở hữu một cái thì chúng ta sẽ cường hóa kỹ năng của thờ pha chế lên 100 hai cái ba bốn cái sáu cái hay là 10 cái thì cái này thì nếu mà các bạn tư duy về vấn đề là lên nhân viên khỏe không cần để co mấy thì các bạn nên mua mấy cái nào rẻ ví dụ như các bạn mua sáu cái rẻ nhất thì các bạn sẽ kích được bốn cái option cho bốn nghề bao gồm nghề pha chế nghề làm bánh nghề làm kem hay là nghề pha trà ấy giúp các bạn kích hoạt được bốn cái nghề bốn cái hệ vậy thì như thế cũng rất là hiệu quả đấy ngoài ra thì có một cái là gọi là báu vật báu vật thì đợt này báu vật tên là kỳ nghỉ bãi biển đúng không kỳ nghỉ bãi, bãi biển đúng không kỳ nghỉ bãi, bãi biển thì với kỳ nghỉ bãi biển thì uh, nó sẽ cũng có tăng ích các bạn nhé cái tăng ích này thì nó sẽ ngon ở khi bốn món hiện tại thì đang chỉ xuất hiện được bốn món đồ báu vật thôi sau này không bị cho chế tạo thêm không hiện tại đang hạn chế nhé và theo kinh nghiệm đấy đó là cái mà chúng ta lên bằng à, sức mạnh nhân viên đấy lên kỹ năng nhân viên để các bạn có thể à, nghĩ đến cái phương án đó thứ hai là cái phương án tiếp theo là phương án về đẹp thích đấy phương án về đề co đẹp thích ồ oh, oh, mạng hơi láng một chút các bạn có gì thông cảm nhé Đấy mình phải chuyển mạng lại Thì uh, về vấn đề đề co thì chúng ta sẽ xem nhé Thì chúng ta sẽ Đầu tiên là chúng ta sẽ xem thực địa đã Mình sẽ qua bảng xếp hàng bảng số 1 Của server mình server S3 Với bản cà phê thỏ đực Với 454k điểm kỹ năng Đấy thì chúng ta xem nhé nhất chúng ta thấy bốn con cua này bốn con cua là có hiệu ứng rất là đẹp này các bạn lấy cũng được này Thật ra thì cái con cua này thì giúp chúng ta đề co cũng khá là đẹp khi mà có những cái gì đó nó linh động. Về vấn đề mình mình đang nói dưới góc nhìn là chúng ta sẽ lấy nhá, lấy theo phương châm là đẹp, phối hợp tốt với những cái đồ đề co khác nhé chứ không phải theo vấn đề kỹ năng nhé kỹ năng sức mạnh nhân viên đâu đây tiếp theo nữa là cái thắc nước này cái thắc nước này theo mình thì thấy rất là đẹp đây là cũng một trong những cái báu vật thì đối với cái bão báu vật thác nước này thì các bạn phối cái gì cũng đẹp nha các bạn phối công viên này bởi vì sau này chúng ta cũng có thể phối công viên hoặc phối cái đồ gì bạn nào chơi hay đây thì bạn trò chơi hay đây hoặc một số trò chơi đề co các bạn cũng biết thôi đấy tiếp theo nữa là đối với cái cái lâu đài cát này thì theo như mình thấy thì không có hiệu ứng gì đẹp nhé bộ uh, bộ bàn ghế thì cũng rất là khó phối các bạn ạ thật ra bộ bàn ghế xuất hiện này khá là rẻ và mang tính chất là đẹp bình thường thôi nói chung là nhìn tạm được nhé các bạn. đấy còn tiếp theo là cái dán tường cái dán tường cái cây cây dừa này thì các bạn cũng cân nhắc một chút nhé nếu mà bảo mình thì mình chắc chắn mình sẽ lấy cái này bởi vì chúng ta xác định chưa lâu dài đúng không chúng ta sẽ kiếm những cái gì đó để để co hiệu ứng đẹp đúng không cái này có hiệu ứng này đúng không hiệu ứng nước chảy thì rất là đẹp đúng không đấy tiếp theo chúng ta kiếm một cái này bạn nào thích mà cái này để trong nhà cũng rất là đẹp này đấy cái này tùy theo góc nhìn của các bạn nhé được cái thì cái này có không có hiệu ứng hoa rơi như ngày xưa cái xuất hiện hoa anh đào đúng không đấy có tận hai cái luôn các bạn nhé lâu đài thì một cái thứ hai là cái xích đu xích đu này cũng được này mình thấy cái cái hàng rào này cũng ok này các bạn này thật ra thì cái hàng rào thì các bạn sẽ để co linh động hơn có những cái yếu tố hiện tại chúng ta chơi thì chúng ta đang phải nghĩ tới là đồ đề co mình đang thiếu cái đồ đề co gì về vấn đề bàn ghế thì theo như mình nghĩ hiện tại thì không thiếu thốn quá nhiều đâu chúng ta sẽ thiếu những cái đồ đề co nhỏ đấy những cái đồ đề co nhỏ này chúng ta đa số là chúng ta thiếu nhiều vậy thì các bạn lựa chọn quyết định cái này cũng là một yếu tố mình thấy khá là hợp lý này một cái quyết định khá là hợp lý còn mấy đồ dán tường này thì thôi mình nghĩ thôi nhưng các bạn nó khó phối lắm chúng ta sẽ lấy một cái đồ icon này Thật ra thì các bạn đề co càng nhiều thì nó sẽ lạc nhé <laughs> Đó là điều không thể thiếu rồi Vậy là riêng cá nhân mình này chắc chắn mình sẽ lấy cái này này Thứ hai là mình lấy mấy bé cua này Tiếp theo nữa là mình sẽ lấy cái hàng rào này, này. Đấy, cái hàng rào này bắt buộc mình cũng phải lấy để thiết kế dễ hơn còn lựa chọn cuối cùng thì mình sẽ lấy cái này Đấy, đó là cái tư duy của mình như vậy Còn bạn nào có điều kiện mà lấy tất cả thì nó rất là tốt Còn vấn đề bộ bàn ghế thì thật sự là hiện tại cũng có một số bộ bàn ghế chúng ta có thể xài được mà các bạn Ờ, cái này hơi khoai nhỉ Ờ đợt này thì Mình cũng nhắc luôn là đợt này chúng ta cảm giác Là cái phần quà ấy, Cái phần quà về trang bị Nhân viên đồ tím chúng ta kiếm dễ hơn Đối với nông dân cái chay các bạn nhé Nhất là từ cái sự kiện này Đây mình sẽ quay x 10 cho các bạn luôn, luôn Nổ đi nổ đi, nổ đi. Ui. 100 lên không các bạn Lên luôn Đấy khi mà các bạn lên thì chúng ta sẽ reset lại nhé rất là thích các bạn nhé đấy và điểm danh tận 17 ngày à, 14 ngày mà à, chúng ta sẽ nói một chút đó là gói quà siêu ưu đãi ra cha vui vẻ này đợt này có cái gói này mình thấy cũng ngon này clip này có thể hơi dài nhưng thôi thì các bạn có gì chúng ta tương tác nhau chút đây cái gói này thì đối với cái gói này thì theo như mình thì chắc chắn chúng ta sẽ mua mắc gacha nhé đó là điều không thể chối cãi rồi đối với cái gacha này thì khi nào giảm giá các bạn cứ mua đi cứ có là phệt nhé tại sao chúng ta phải phải mua cái này thật ra chúng ta mua để chúng ta lấy cái lượng tài nguyên nghĩa là chúng ta có lấy từ lượng điểm để chúng ta lên copy và phút các bạn nhé đấy thứ nhất là chúng ta hên thì chúng ta quay ra được copy cần không thì chúng ta cũng lên phút cho chúng ta các bạn nhé ví dụ như mình đang tập trung vào hệ uh, hoạt bát này chẳng hạn thì mình cũng cần khá là nhiều Đấy, cần khá là nhiều đấy Cái nguồn tài nguyên su thuê đa năng này Để chúng ta lên thì cái nguồn này chúng ta đa số chúng ta kiếm từ gacha thôi Rồi chúng ta thôi việc nhân viên để lấy đấy Thực ra thì khi mà các bạn đi cùng à, Để hôm nào mình lên clip phân tích sâu về vấn đề tính cách này cho các bạn Để các bạn hiểu rằng đi bộ đội hình theo tính cách nó sẽ khỏe như thế nào Và nó siêu siêu mạnh luôn và siêu khiến cho các bạn càng ngày càng khỏe, và cực kỳ. <laughs> Ờ, được cái thì cái tính năng đánh nhau tỷ tỷ thì theo kiểu gacha nó cũng chưa được uh, đa dạng lắm nhỉ Nên đôi lúc chúng ta vào game uh, hơi thấy hơi buồn Vì thế thay vì đó thì chúng ta sẽ nghĩ tới vấn đề đề co Các bạn thấy chưa mình đang đề co giờ cái quá trình nhà này Mình đang thiết kế bộ mới nhé Hiện tại thì mình đang có khoảng uh, Thường thì mình sẽ rắn làm 10 cái bộ đề co Thường một lần mà chúng ta đề co thì sẽ mất khoảng thời gian một tiếng đấy Không... cũng khá là nhiều à, tiếp theo nữa thì mình sẽ nói thêm một chút về cái gói này một chút nhé chính là cái gói này cái gói này gói quà đặt riêng này nó reset theo tuần nhé có một cái gói rất là ngon đó là gói mua ủy thác ở đây 5.000 đồng Việt Nam đồng các bạn mua được x5 ủy thác đây có thể là một vấn đề lỗi gì đó hoặc là cái gì đó mà nhà phản ảnh đang yêu quá à cho chúng ta chúng ta nhớ để ý nhé nó reset theo tuần nghĩa là một các bạn mua được hai lần Ngày xưa mình mua rồi, hôm qua mình mới mua thêm lần nữa. Hiện tại thì bảng xếp hạng của mình thì về vấn đề cấp thì cũng đang là top 12 thôi, top 10, top 12 thôi các bạn nhé. Đồ của mình tích, nói chung là các bạn để giúp mình là tích cái này đi. Đấy, tích cái này mình không biết nó có đủ không đây. Đấy. Các bạn mà có điều kiện mà mỗi ngày nạp 20 000 thì các bạn mua cái gói này cũng được này. Để lấy hai cái này cũng khá là ok nhé các bạn. Đấy. Ok, video của mình đến đây thì chắc cũng kết thúc rồi. Chúc các bạn có một mùa à quyên có một cái nữa, đó là cái gacha. cha. À, đợt này thì có quay vòng. Đây, đợt này thì có quay vòng cái gacha nữa. Đây. Cái gacha mùa này là Hector. Hector là một nhân viên tính cách hoạt bát nhé Nói về bản Việt Nam hiện tại thì mọi người khá là chơi hoạt bát thì các bạn có thể là chơi Hector được các bạn nhé. Bởi vì thực ra là Hector thì các bạn có thể mua ở trong trong cửa tiệm được đúng không nhỉ Ủa Ủa đừng bảo cái này reset nhé từ từ mình nhớ nó không mua được từ kia tiệm mà thế này thì toan này một các bạn nào confirm cho mình thì nhớ nữa mình nhớ nó có đợt nào mình mua hết to ở đây được các bạn nhé Thôi hình như mình cũng để ý là cái này có reset không bởi vì có một số cái nó reset nhé các bạn nhé các bạn nào để ý này cái này nó reset này cái này cái này có lúc chúng ta mua bằng vàng, có lúc chúng ta mua bằng kim cương đấy. đấy các bạn để ý một chút. ok, video của ngày hôm nay chắc cũng là kết thúc rồi. một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. các bạn thấy hay bổ ích thì cho mình một like, một đăng ký cũng như chia sẻ nha các bạn. xin chào và hẹn gặp lại. ui vậy thật thưởng thành công lớn này. À, giờ mình mới để ý này cái thưởng thành công lớn này để nào mình cáp lại cái màn hình rồi mình tính lại. mình tính lại cái thưởng thành công lớn này có đáng hơn so với việc là chúng ta gánh gắn ngượng leo ranh cao không. Ok nhá, xin chào mọi người.